Trong nước, quá tải cấp lý lịch tư pháp tại Hà Nội, Bộ Tư pháp ra chỉ đạo nóng. Điểm tên 4 bị can không thành khẩn trong vụ chuyến bay giải cứu. Lửa đỏ rực cả một góc trời tại đèo Prenn. Góc khuất gây bức xúc đằng sau biệt phủ xây trái phép trên núi Sập. Gia Lai, ăn thịt cóc, hai người ngộ độc, một người tử vong. Thưa quý vị, mở đầu là phần tin trong nước. Mới đây, tại họp báo về lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2022, trên toàn quốc đã xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động, tăng 1.214 vụ, tương ứng 18,6% so với năm 2021. Các vụ tai nạn lao động khiến 754 người chết và 1.647 người bị thương nặng. Lý giải nguyên nhân số vụ tai nạn lao động năm 2022 tăng cao hơn so với năm 2021, Bộ cho biết, sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 vào năm 2022, sản xuất phục hồi mạnh mẽ nên số tai nạn lao động cũng gia tăng. Đặc biệt là sau thời gian ngừng trệ, một số doanh nghiệp đã không kịp thời bảo trì, bảo dưỡng, việc đào tạo huấn luyện an toàn lao động bị mai một, dẫn tới tai nạn lao động. Trước tình hình đó, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm và xử lý nghiêm một số vụ việc để làm gương cho các doanh nghiệp khác tuân thủ an toàn vệ sinh lao động. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954. Việc kiểm định được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành. Nhóm đầu tiên gồm 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9 năm 2023. Nhóm thứ hai là 1.192 biệt thự còn lại được kiểm định xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sau khi có kết quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đầu tư ngân sách cải tạo, chỉnh trang biệt thự do thành phố quản lý. Còn những biệt thự do Trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý, thành phố sẽ thông báo kết quả đánh giá sơ bộ, chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết, phương án sửa chữa. Được biết, trong số các biệt thự thuộc nhóm ưu tiên kiểm định có căn số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm với diện tích hơn 400m², từng được nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thuê rồi bỏ hoang sau năm 2014. Cử tri quận Hoàn Kiếm đã có nhiều lần kiến nghị thành phố có phương án quản lý sử dụng công trình này. Những ngày gần đây có nhiều phản ánh về việc thực hiện nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp Hà Nội phải xếp hàng và chờ đợi rất lâu, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do phần mềm của thành phố không sử dụng được nên người dân có nhu cầu bắt buộc phải đến Sở Tư pháp để làm thủ tục. Trước sự ùn tắc này, Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp đã đề nghị Sở Tư pháp Hà Nội tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên cả 3 phương thức: trực tuyến, trực tiếp và bưu chính, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân trong việc nộp hồ sơ. Ngoài ra, sẽ tăng số quầy tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 2 quầy lên 4 đến 5 quầy, cũng như tăng cường bồi dưỡng vật chất, động viên tinh thần cho các cán bộ chuyên viên. Đồng thời, phải tuyệt đối bảo đảm người dân lấy số thứ tự trong ngày thì được tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày lấy số thứ tự đó. Liên quan đến đại án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết hầu hết các bị can đều tích cực hợp tác để làm rõ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, vẫn có 4 bị can không thành khẩn, trái lại còn gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Một trong số đó là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, phạm tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình làm việc, bà Lan không nhận thức được hành vi phạm tội, không ăn năn hối cải, không hợp tác, nên cơ quan này đã đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng với bị can trong giai đoạn truy tố xét xử. Cùng với bà Lan, bị can Bùi Huy Hoàng, nguyên chuyên viên Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, ban đầu tích cực hợp tác nhưng sau đó thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội. Tương tự, bị can Ngô Quang Tuấn, nguyên chuyên viên vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải, cũng bị cơ quan điều tra cáo buộc chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức được hành vi phạm tội. Cuối cùng là bị can Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty Thái Hòa, bị cơ quan chức năng nhìn nhận là gây khó khăn cho công tác điều tra. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực đèo Prenn, thành phố Đà Lạt cơ bản đã được khống chế. Công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng tích cực phối hợp triển khai, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Cũng theo đơn vị, đây là vụ cháy thực bì dưới tán rừng thông. Do khu vực xảy ra cháy khá hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 4, người dân phát hiện tại khu vực tiểu khu 267A, khu vực đèo Brent, phường 3, thành phố Đà Lạt xuất hiện đám cháy nhỏ. Đến 19 giờ, lửa bốc lên đỏ rực, kèm khói trắng nghi ngút lan ra các vạt rừng bên cạnh và lên đến tận đỉnh ngọn đồi. Nhận tin báo, hơn 40 cán bộ nhân viên, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng lâm viên và lực lượng của Ủy ban nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân, đồng thời xác định thiệt hại do đám cháy gây ra. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và huyện để xử lý công trình nhà ở trái phép trên đỉnh núi Sập gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Được biết, phần đất trên có diện tích ngang là 62m, dài 40m. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, ông Thành gửi đơn xin phép cải tạo sửa chữa phần diện tích đất núi để tạo mặt bằng trồng cây dược liệu và làm nhà tiền chế để bảo quản nguồn dược liệu. Nay thuộc quyền sử dụng của ông Trương Văn Thành ở phòng khám nhân đạo Duyên Phước Tự. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ông Thành lại xây dựng hai căn nhà không bê tông, sân lát gạch vỉa hè. Mặt khác, theo một cán bộ tại thị trấn Núi Sập cho biết, biệt phủ được xây dựng trên lưng chừng núi Sập là của một cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên nhưng dùng danh nghĩa sư thầy. Liên quan đến luồng thông tin này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định việc xây dựng nhà kiên cố trên núi Sập là vi phạm và phải được xử lý nghiêm bất kể đó là ai. Ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao thi thể của người đàn ông bị tử vong nghi tự dùng lửa hủy hoại mình cho gia đình lo hậu sự. Danh tính nạn nhân được xác nhận là phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Hải. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh trai của nạn nhân ra khu vực nghĩa địa thôn Thủy Ba Hạ thắp hương cho bố. Khi đến gần thì bàng hoàng phát hiện em trai mình đã tử vong. Trên thi thể có nhiều vết cháy. Người dân địa phương cho biết đã phát hiện xe ô tô của nạn nhân ở khu vực Nghĩa Trang, xóm Cồn vào chiều ngày 6 tháng 4. Người dân thông tin thêm rằng ông này đã rời nhà đi từ ngày 6 tháng 4, sau đó mất liên lạc. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân không có biểu hiện bất thường. Hiện vụ việc đang được cơ quan tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp chính quyền địa phương tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Trước đó, sau khi tiếp nhận nguồn tin báo của người dân và cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức đã đến khảo sát, khoanh vùng rẫy tiêu của một hộ dân ở thôn 5, xã Quảng Tâm. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, cơ quan chức năng đã phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều vật dụng như tăng, dù, ví. Qua kiểm tra một số di vật, cơ quan chức năng nhận định hài cốt này là cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 205, miền Đông Nam Bộ, hy sinh vào khoảng năm 1972 đến 1974. Hiện chưa xác định được danh tính quê quán cụ thể của các liệt sĩ. Đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cho đến hết ngày 8 tháng 4. Sau đó tiến hành các thủ tục, tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở trong đợt này. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, trong số 3 cháu nhỏ bị ngộ độc do ăn thịt cóc, hiện một bé 2 tuổi đã tử vong. Cụ thể, rạng sáng ngày 7 tháng 4, khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã tiếp nhận 3 cháu nhỏ ngộ độc do ăn thịt cóc, một trẻ 6 tuổi, một trẻ 2 tuổi và một trẻ 14 tuổi. Riêng trường hợp trẻ 2 tuổi vào viện trong tình trạng huyết áp không đo được, mạch không bắt được, đồng tử giãn tối đa, da tím tái toàn thân. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, hồi sức tích cực không có kết quả, cơ quan chức năng xác định cháu đã tử vong và gia đình đã đưa nạn nhân về nhà. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do ngưng tuần hoàn hô hấp bởi ngộ độc thịt cóc. Người nhà cho biết trước đó mẹ của các bé có bắt được con cóc và làm thịt nấu cho con ăn. Khoảng 1 giờ sau khi ăn, ba bé có triệu chứng ngộ độc và được đưa vào viện. Thưa quý vị, nhiều người dùng vừa cảnh báo trên mạng xã hội về địa danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã bị Google Maps đổi địa điểm về Bình Dương. Theo đó, khi tìm kiếm từ khóa Động Phong Nha trên Google, nhiều người dùng thấy xuất hiện thông tin hình ảnh về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhưng phần địa chỉ đã được thay đổi thành 25 đường GS1 Đông Hòa - Dĩ An - Bình Dương, thay vì chính xác là nằm tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhiều người dùng đã lên tiếng cảnh báo và cho rằng người thực hiện chiêu trò này nhằm quảng cáo một showroom trưng bày xe hơi là không thể chấp nhận.
Trước đó, Bệnh viện Chợ Giấy Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị thay đổi phần địa chỉ thành 166 đến 168 đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, trong khi vị trí chính xác là 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Hay đường Điện Biên Phủ Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng bị Google Maps đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.